Động phương học và phong thủy không phải là cái chuyện là chúng ta thay đổi một cái hướng cửa, thay đổi cái hướng bàn làm việc hoặc là thay đổi một vài cái người nhân sự hợp tuổi mà chúng ta có thể đạt được cái yêu cầu của chúng ta. Thì cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút là với Phương thì áp dụng Đông Phương học ở trong doanh nghiệp của mình. Phương đã học rất là nhiều và cũng đã nghĩ rằng phong thủy kiến thức nhiều như vậy, mình áp dụng cũng rất nhiều như vậy. Vậy thì mỗi một doanh nghiệp thì phải có những cái điểm mấu chốt để chúng ta áp dụng. Chứ không phải là Đông Phương học và phong thủy không phải là cái chuyện là chúng ta thay đổi cái hướng cửa, thay đổi cái hướng bàn làm việc hoặc là thay đổi một vài cái người nhân sự hợp tuổi mà chúng ta có thể đạt được cái yêu cầu của chúng ta. Yêu cầu đó có thể là về tài chính, có thể là về cái danh vọng, cũng có thể là về cái sự nổi tiếng, hay là về cái sự lan tỏa, hay về những cái giá trị khác mà các bạn mong muốn, thì cũng phải chia sẻ với cả chúng ta là khi mà áp dụng phong thủy nó cũng giống như là chúng ta có một cái phương tiện tốt. Bản chất của phong thủy là đưa cho chúng ta một cái phương tiện. Còn cái phương tiện đó có thể là chiếc xe đạp, có thể nó là chiếc xe máy, cũng có thể là một cái ô tô, hay thậm chí là một cái vé hạng C. Chúng ta chỉ cần vé hạng C, chúng ta chỉ cần lên trên máy bay, chúng ta ngủ một giấc là chúng ta tới được đích rồi. Nhưng mà không phải là ai cũng có thể phù hợp được. Ví dụ như tôi mà đưa cho tôi một cái xe số sàn chẳng hạn thì tôi cũng chịu, tôi cũng không thể lái được cái xe đó. Còn nếu như đưa cho các bạn cái xe thể thao của tôi, chắc gì các bạn đã đi được chiếc xe thể thao đó. Nên khi mà tôi gặp thầy Quân, thầy nói rằng là nếu như mà lúc đó thì tất nhiên là thầy Quân cũng chưa rõ về những quá trình học tập của Phương, chưa rõ về quá trình học tập của tôi, và thầy có dặn tôi một câu mà tôi vẫn nhớ tới ngày nay, đó là thầy nói rằng là phong thủy không phải là cứ làm nó vượng quá lên mà đã là tốt. Phong thủy, cái con người chỉ đạt được 5 điểm thì làm phong thủy nó đạt được 5 điểm thôi. Còn phong thủy còn cứ mong muốn lên 10 điểm mà con người đó chỉ có 5 điểm thôi rồi sẽ phải trả giá. Thì cũng chia sẻ với thầy Quân ngày hôm nay mới được chia sẻ cái suy nghĩ này của em, là những cái kiến thức đó thì thực sự là khi mà được học phong thủy chính phái ấy, thì cái việc đầu tiên để mà xét duyệt những thành viên được học đó là học tâm đạo trước, trước khi mà học về thuật đạo. Thì tâm đạo ở đây là rõ ràng cái việc đầu tiên chúng ta phải để ý tới đó là cái sự phù hợp. Phong thủy là một cái sự phù hợp. Đúng như thầy Quân đã nói là người mà chỉ có 5 điểm thì cũng chỉ phù hợp với 5 điểm thôi. Nếu như chúng ta coi phong thủy là cái việc chữa bệnh, các bạn cứ hiểu như vậy cho nó dễ hiểu, là phong thủy là chữa bệnh. Vậy thì trong một cái cơ thể con người, một cái cơ địa của con người, trong y học thì chúng ta gọi là cơ địa, còn với tôi ở phong thủy thì tôi gọi đấy là một cái mệnh lý. Mỗi một cái mệnh lý của một con người nó cũng giống như một cái cơ địa ở trong sinh học, nó cũng chỉ phù hợp với một loại thuốc này mà thôi. Có những loại thuốc này thì chúng ta uống và chúng ta có thể khỏi bệnh ngay và thậm chí là tăng cường sức khỏe, nhưng cùng một cái loại thuốc đó đưa vào một cái cơ thể khác với một cái liều lượng y hệt như vậy thì sẽ dẫn tới thậm chí là còn sức khỏe còn đau xuống, sức khỏe còn đi xuống, và thậm chí còn mang lại rất nhiều những cái tác dụng phụ nữa, đúng không nào? Đó chính là cái sự phù hợp của phong thủy. Liều lượng phải đúng và cái phác đồ điều trị cũng phải được thiết kế nó phù hợp với cả từng mệnh lý. Và sau đó chúng ta cũng nhìn nhận lại một chút về vấn đề nhân quả ấy. Chúng ta có được hưởng phước đức từ, tôi có thể chia thành hai nguồn. Phước đức của chúng ta có thể là do tổ tiên, tiền tổ và đã ban lại cho chúng ta trong cái kiếp này. Và cũng có một cái nguồn phước đức mà chúng ta do hành thiện tích đức trong kiếp này mà chúng ta đạt được. Thì dù là cái nguồn phước đức nào đi chăng nữa,
Nhưng nếu như chúng ta sử dụng cái phước đức đó mà chúng ta lạm dụng quá ấy, nó cũng giống như là cái việc chúng ta gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Mỗi một con người, tôi đang nói với những ngôn ngữ dễ hiểu nhất vì thầy Quân đã dặn rồi. Thầy có nói với tôi là cậu nói phong thủy nó khó hiểu quá, cậu phải làm sao cậu giảng được cho cái người mà đứa trẻ lớp 5 nó cũng hiểu được, thì như vậy mới là những cái ứng dụng thực sự ở trong cuộc sống. Nên tôi sẽ dùng những ngôn từ mà dễ hiểu nhất. Chúng ta có một cái ngân hàng phước đức chẳng hạn, thì nếu như chúng ta tích đức hành thiện hàng ngày, chúng ta sẽ được hưởng cái phần phước đức đó bằng những cái tài lộc, hoặc là những con cái, hoặc là cái sự danh tiếng của chúng ta, và những điều chúng ta mong muốn là chính là cái phần coi như là phần lãi ngân hàng mà chúng ta được được hưởng đó. Nhưng nếu như chúng ta tiêu lẹm vào, chúng ta tiêu lẹm, chúng ta cứ cứ cậy là chúng ta có được cái phần phước đức đó, chúng ta cứ tiêu lẹm vào trong cái phần tiết kiệm phước đức của chúng ta trong ngân hàng, thì dần dần chúng ta sẽ tiêu hết, mà tiêu hết thì chúng ta sẽ phải trả nợ chứ, đúng không? Ngân hàng đến hạn đáo nợ thì vẫn phải tính tiền chúng ta, mà thậm chí là quá 45 ngày còn tính lãi cơ mà, đúng không? Các bạn ở đây có lẽ là rất nhiều bạn là chủ doanh nghiệp, các bạn cũng biết bên bài toán là tính lãi của ngân hàng rồi. Nên là phong thủy chính là làm cho chúng ta có một cái sự thuận lợi hơn ở trong cuộc sống, cũng giống như cái việc mà chúng ta có một cái phương tiện tốt để chúng ta có thể đi tới được đến đích nó bớt mệt mỏi hơn. Nhưng cái phương tiện ấy, thì nó vẫn phải đổ xăng, và phương tiện ấy, thì chúng ta vẫn phải học cái kỹ năng để chúng ta đi. Có những người thì đạp xe, có những người thì lái xe, nhưng có những người còn không biết lái ô tô, nhưng nếu như có cái xe máy thì vẫn tới được đích mà. Không phải là đưa cho người nào cái xe cái ô tô đẹp cũng có thể là đến được đích nhanh hơn cái người đi xe máy, có đúng không ạ? Vậy nên là đó là cái sự phù hợp, và đó là chính là cái sự rèn luyện của bản thân. Cái nhân khí của chúng ta nó phải phù hợp với cả cái mức năng lượng mà chúng ta thay đổi trong phong thủy. Có thể các bạn đã đọc cái quyển sách là Muôn Kiếp Nhân Sinh cũng như là Life vs Force. Đó là hai quyển sách nói rất là rõ ràng về luật nhân quả cũng như là cái trường năng lượng của con người. Các bạn đã đọc quyển là Người Nam Châm đúng không nào? Chúng ta mức năng lượng của chúng ta là bao nhiêu thì chúng ta sẽ hút được những cái vận trình tương ứng như vậy. Thì đó thực sự đó là chính là những cái vận hành của vũ trụ này. Tất nhiên là những điều đó thì chưa giải thích được, nhưng mà trong cuộc sống nó vẫn đúng, nó giống như luật nhân quả. Không ai chứng minh được nhân quả tồn tại, không có máy nào đo được, nhưng mà nhân quả thì nó vẫn vận hành như vậy thôi. Và trường năng lượng ở ngoài kia, nhân khí cũng như vậy. Chúng ta nếu như với góc nhìn của Đông Phương học, con người là trung tâm của vũ trụ, thì điều đó hoàn toàn chính xác. Nó không giống như các bạn đang nghĩ về cái phong thủy như vậy. Và khi tôi được đào tạo ở trong một cái môi trường chuyên nghiệp gồm toàn những bậc thầy ở trong cái hiệp hội phong thủy thế giới, thì tâm đạo là cái điều đầu tiên mà tôi được đào tạo. Và trong cái câu nói mà tôi vẫn rất là nhớ của người thầy tôi, thầy nói rằng là khi mà đã sử dụng đến thuật thì phải có sự. Sử dụng đến thuật là phải có sự, có nghĩa là đã dùng thuật để mà cải biến thì là phải cải biến vào trong một sự việc cụ thể và làm biến đổi con người đó theo chiều hướng tốt, chứ không phải là mang thuật ra, không phải mang đạo của mình ra để mà biểu diễn. Chính vì vậy nên là tôi tin chắc rằng tất cả những cái cộng đồng phong thủy Phùng Gia cũng như những người đã biết tôi chưa bao giờ tôi biểu diễn, tôi xem một cái lá số hay là tôi luận đoán một cái sự việc gì đó nếu như mà không có yêu cầu của gia chủ. Và thậm chí là nếu như gia chủ có nói với tôi rằng là tôi muốn xem cái này, tôi muốn xem cái kia, thì tôi cũng hỏi là cái mục đích để làm gì. Và khi tôi nghe cái mục đích đó thì tôi luôn hỏi một câu, các bạn đã thấy được một câu rất là quen thuộc của tôi, đó là thế liệu không dùng phong thủy để đạt được mục đích đó có hơn không? Thì đấy là cái câu nói quen thuộc của tôi, và có lẽ một số những gia chủ đang xem cái livestream này đã từng nghe rồi đúng không ạ? Đến trong cái buổi này, khi mà các bạn được nghe người thầy của tôi, người thầy đàn kính của tôi là thầy Trần Việt Quân giảng về góc nhìn của Đông Phương học cũng như là chánh kiến, có lẽ các bạn sẽ hiểu hơn về câu nói đó. Trong cái buổi livestream này tôi cũng có lọc ra một cái câu hỏi mà tôi thấy các bạn hỏi rất là rõ về cái sự hiểu biết của các bạn về phong thủy cũng đang bị lệch lạc một chút, thì tôi có thể xin phép là sẽ đọc ở trên này. Mặc dù chưa tới cái phần hỏi đáp, nhưng mà câu hỏi này nó có liên quan một chút đến cái kiến thức này, nên là tôi sẽ đọc nhé. Đây rồi.
Thưa thầy, em là đại diện đầu cầu của Hà Nội. Thầy cho em hỏi là vấn đề phong thủy hiện nay là phần trăm rất nhiều là những người mà chưa học chánh kiến, còn những người đã qua chánh kiến rồi thì họ sẽ tỉnh thức và ít đặt vấn đề phong thủy hơn. Xin thầy tư vấn, xin chân thành cảm ơn. Đó, thì bạn đang nghĩ rằng là những người học chánh kiến thì sẽ ít đặt ít đặt nặng về phong thủy. Nhưng thực ra đó là do các bạn chưa hiểu rõ về phong thủy là gì thôi. Còn sau cái buổi chia sẻ này thì tôi tin rằng những bạn đang học chánh kiến các bạn cũng đã hiểu về phong thủy là như thế nào, và không phải lúc nào chúng ta cũng dụng phong thủy, mà chúng ta hãy nhìn nhận rõ là cái giới hạn cũng như là cái quyền năng của phong thủy nó đạt được cái ranh giới nào, và chúng ta nếu như có áp dụng thì chỉ áp dụng trong cái ranh giới của nó thôi. Đừng có nhìn vào những cái mà nằm ngoài cái ranh giới đó và các bạn lại có một cái nhìn sai lệch về phong thủy. Phong thủy thì không bao giờ sai, cũng như nhân quả thì không bao giờ sai. Chỉ có người dụng phong thủy không tới, hoặc là người dùng phong thủy chưa hiểu mà thôi. Thì cũng xin kết thúc cái chia sẻ tại đây.